Dân tộc Chăm từng là quốc gia độc lập, hùng mạnh trong lịch sử. Các tên gọi khác nhau của vương quốc này theo văn bia tiếng Phạn và tiếng Chăm cổ là Kambabura, Kamba Nagara. Tuy vậy, Ninh Thuận là một vùng đất khô cằn, khắc nghiệt. Cuộc sống của người Chăm vì thế lại càng cơ cực hơn, khi đa số người lớn tuổi không biết chữ, còn trẻ em thì thất học do quá nghèo. Chỉ tại khu Bầu Trúc, Mỹ Nghiệp đã có hơn 50 người già có hoàn cảnh bi đát, thương tâm, sống trong những ngôi nhà tạm bợ, phênh tranh, mái lá. Con cái không còn, hoặc phải bươn chải phương xa để kiếm sống. Gia đình cụ Bá Trương thật tội nghiệp, với hai cháu nội mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cha bị tai nạn lao động chết 5 năm trước, còn mẹ bị bệnh hiểm nghèo cũng vừa qua đời. Người con gái lớn của cụ cho biết: một phận đời xót xa hơn nữa tại gia đình bà Thị Hỷ. Sau cơn sốt rét cấp tính, đứa con trai bỗng mất trí, bị tâm thần suốt 16 năm nay. Tình yêu của người mẹ đã vượt qua mọi nỗi thống khổ mặc cho tuổi già, sức yếu. Có những đêm, bà phải đi từ làng này qua làng khác để tìm đứa con tâm thần. Dệt một khúc vải được độ 150.000, nhưng nhiều khi phải mất hơn một tháng mới xong, cũng chỉ vì lo cho đứa con thương yêu của mình. Và chúng ta không thể tưởng tượng được rằng trong kỷ nguyên của khoa học tiến bộ hiện nay, một gia đình sống trong ngôi nhà leo lét ánh đèn dầu giữa đồng không mông quạnh, hai đứa con phải thay nhau chăn cừu thuê cho chủ để kiếm sống qua ngày. Anh thì học buổi sáng, em học buổi chiều. Dẫu cho cái nắng như thiêu như đốt của vùng đất cằn cỗi Ninh Thuận, hai anh em vẫn hàng ngày mưu sinh nhọc nhằn, tương lai chúng quá mù mịt.